Ok, bài tiếp theo thì các bạn sẽ làm các bài tập nó liên quan đến hai số nguyên tố cùng nhau. Hai số được gọi là nguyên tố cùng nhau nếu mà nó có ước chung lớn nhất là một nhé, chứ không phải là hai số cùng là số nguyên tố đâu. Ok. Đó, ví dụ như hai cái số mà được gọi là nguyên tố cùng nhau, ví dụ như số 2 và số 5 này, hoặc là số 3 và số số 8 này. Ok, là số 10 và số 13 chẳng hạn. Ok. Đấy. Thì là những cái số mà nó có ước chung lớn nhất là một ấy thì nó được gọi là hai số nguyên tố cùng nhau. Đầu bài của bài này yêu cầu bạn là nhập vào hai số nằm trong khoảng từ A chỉ từ 1 cho tới 10 mũ 12 và kiểm tra xem hai số này có phải là hai số nguyên tố cùng nhau hay không. Nếu mà đúng thì yes hoặc là in no. Vậy thì các bạn chỉ cần viết cho mình cái hàm tìm ước chung lớn nhất thôi. Ok. Đây mình sẽ là long long RCD này. Long long A và long long B đúng không? Bạn chỉ cần kiểm tra if B bằng không thì bạn sẽ return A đúng không? Còn không thì bạn sẽ return RCD của B và A phần trăm B rồi. Sau đó thì trong hàm main mình sẽ nhập vào hai số, chú ý hai số này là hai số long long nhé, bởi vì là input nằm trong khoảng từ 1 cho tới 10 mũ 12 mà. Long long A và B, sau đó bạn sẽ nhập vào hai số này và A và B, và bạn kiểm tra lại if RCD của A và B thì bạn sẽ in ra là yes đúng không? Còn ngược lại thì mình sẽ in ra là no. Thì nó sẽ xong được cái bài mà tìm kiểm tra xem hai số có phải là hai số nguyên tố cùng nhau hay không. Ví dụ như 20 và 17 thì 17 là số nguyên tố rồi thì chắc chắn là nó sẽ nguyên tố cùng nhau với tất cả các số khác trừ bội của nó đúng không? Rồi ok thì nó sẽ in ra yes. Còn 14 à, 8 và 128 thì không được bởi vì hai thằng này nó chia hết cho hai mà. Nó có ước chung lớn nhất là không rõ là mấy nhưng mà không thể bởi vì nó ít nhất là nó chia hết cho hai rồi. Ok thì đấy chính là cái bài mà tìm hai kiểm tra xem hai số có phải là nguyên tố cùng nhau hay không nhá. Bài tiếp theo ấy, đấy chính là bài phi hàm Euler này này. Thì các bạn phải biết được định nghĩa của phi hàm Euler, đấy chính là họ yêu cầu mình đếm số lượng các số nguyên tố cùng nhau với n mà không vượt quá n. Tức là họ sẽ cho một số n, ví dụ như n bằng 8 ấy, và họ yêu cầu bạn là đếm các cái số từ 1 2 3 4 5 6 7 8 xem là có bao nhiêu số mà nguyên tố cùng nhau với 8, thì nó sẽ có số 1 này, số 2 thì không được, số 3 này, số 4 không được, số 5 không được, số 6 không được. Số 5 được, xin lỗi, số 7 thì được, số 8 thì không được. Vậy thì khi đó phi hàm Euler của 8 hay nói cách khác là số lượng các cái số nguyên tố cùng nhau với 8 nằm trong cái đoạn từ 1 cho tới 8 nó chính là một số, hai số, ba số và bốn số. Ok. Sẽ có bốn số nguyên tố cùng nhau với 8 nằm trong cái đoạn từ 1 cho tới 8. Vậy thì các bạn hay làm như thế này. Đấy chính là bạn ấy dùng một, mình sẽ để lại luôn cái hàm GCD nhé, bởi vì mình cần kiểm tra xem một số hai số có phải là nguyên tố cùng nhau hay không mà. Thì ra là bạn dùng một cái hàm như sau. Chú ý ở đây là long long. Chỗ này cũng là long long đi. Đó. Sau đó bạn dùng một cái biến long long rest bằng không. Bài này nó yêu cầu đếm với cái số long long mà, thành ra là bạn sẽ phải viết với tham số là long long. Sau đó là bạn duyệt từ 1 cho tới n, ok, và bạn kiểm tra là if GCD của i và cái biến n ấy nó mà bằng 1 thì bạn sẽ tăng cái biến rest lên đúng không? Và dưới này thì bạn sẽ return biến rest. Ok. Thì đây là cái cách làm thông thường. Đấy là nó nói gì mình làm đấy. Nó yêu cầu mình duyệt tất cả các số từ 1 cho tới n và kiểm tra xem có bao nhiêu số là số nguyên tố cùng nhau với n. Thì mình cũng làm tương tự thôi, mình duyệt từ 1 cho tới n và kiểm tra nếu mà cái số mà mình duyệt qua nó có ước chung lớn nhất với n mà là 1 thì hai số này được coi là số nguyên tố cùng nhau, mình sẽ tăng biến đếm lên. Ok. Ví dụ như cho hàm main thì mình sẽ nhập vào cái số long long, sau đó là mình sẽ in ra cái giá trị của cái hàm cao kia. Long long a này. Các bạn nên define cái thằng long long này là l để cho viết cho nó nhanh. Sau đó bạn chỉ cần in ra cái giá trị của cái hàm cao kia cũng là long long đấy. Bởi vì trong trường hợp a nó là số nguyên tố hoặc là kể cả nó không là số nguyên tố thì rất có thể cái số lượng các cái số nguyên tố cùng nhau với nó nằm trong đoạn từ 1 cho tới chính nó thì nó cũng có thể sang long long rồi. Đó, thì thằng 9 này nó sẽ có những cái số là số 1 này, số 2 này, số 4 này, số 5 này, số 7 này, số 8 đúng không? Có 6 số, ok, 6 số nguyên tố cùng nhau với 9 nằm trong khoảng từ 1 cho tới 9, ok. Nhưng mà các bạn thấy là nếu mà cái input ở dưới này này, cái số này này, cái 10 mũ 16 này này thì bạn không thể chạy được. Đấy, bởi vì là cái code của bạn ấy, thứ nhất là bạn duyệt từ 1 cho tới 10 mũ 16 nó đã không thể chạy được rồi. Sau đó thì ở trong cái hàm, ở trong cái vòng lặp đấy bạn lại cần gọi thêm một cái hàm GCD nữa. Thành ra là cái input này nó sẽ chạy rất là lâu, có thể mãi mãi nó không ra được.
không phải là mãi mãi mà là cái máy của bạn thì chạy mãi nó cũng không ra đâu. Ok, nó vẫn đang chạy thôi, bởi vì là cái cách làm của mình nó chỉ phù hợp với cái số nhỏ thôi chưa, thế còn nếu mà cái số lớn như thế này thì nó vẫn đang chạy. Đấy. Vậy thì cái bài này ấy, các bạn sẽ không sử dụng cái phương pháp này. Cái phương pháp này đấy là các bạn khi mà các bạn chưa biết đến cái phi hàm Euler thôi. Còn nếu mà mình biết đến phi hàm Euler rồi thì mình có thể sử dụng phi hàm Euler để tính cái này nó nhanh hơn. Cái phi hàm Euler ấy nó chính là cái định nghĩa của đầu bài này luôn ấy. Cái phi hàm Euler của một cái số n nào đó nó được tính là số lượng các cái số nguyên tố cùng nhau với n nằm trong đoạn từ 1 cho tới n. Ok, thì nó chính là cái giá trị của phi hàm Euler. Ok, ví dụ như là phi hàm Euler của 9 này, nó sẽ bằng 6 đấy. Ok, đó thì chính là cái cách tính phi hàm Euler. Thì phi hàm Euler nó được định nghĩa như này, nó có công thức như thế này, nó sẽ bằng gì nhỉ, tích của gì nhỉ, p n chia cho b p đúng không, sau đó là chỗ này có n đằng trước như thế này đúng không? Nhân với 1 trừ 1 trên p. Ok, cái ý nghĩa của cái công thức này nó là như sau, đấy là nó sẽ xét tất cả các cái ước nguyên tố của n đây nhá, cái này ký hiệu có nghĩa là n chia hết cho p nhá, và p là số nguyên tố nhá. Đấy, sau đó thì nó sẽ lấy n nhân với 1 trừ 1 trên p với duyệt qua tất cả các cái p. Ví dụ như bạn có số 60 ấy, số 60 thì nó bằng 2 bình phương nhân 3 nhân 5 đúng không? Đấy, thì ở đây p nó có 3 giá trị là 2, 3, 5. Nhớ là mỗi p nó chỉ tính một lần thôi, thì nó có thể tính được phi của 60, tức là các cái số nguyên tố cùng nhau với 60 nằm trong khoảng từ 1 cho tới 60 nó sẽ bằng 60 này nhân với 1 trừ 1 phần 2. Đấy, chính là cái thừa số nguyên tố đầu tiên. Sau đó lại nhân với 1 trừ đi 1 phần 3 là thừa số nguyên tố thứ hai, và trừ 1 nhân 1 phần 5. À xin lỗi, trừ đi 1 trên 1 chia 5. Thì nó sẽ bằng 60 nhân với 1 phần 2 là 30 này. 30 nhân với 2 phần 3 thì là 20 này. 20 nhân với 4 phần 5 là 16. Vậy thì khi đó cái số 60 này nó sẽ có 16 số nguyên tố cùng nhau với nó nằm trong khoảng từ 1 cho tới 60. Ok, thì các bạn thấy là nó sẽ rất là tiện trong cái việc tính toán. Trong trường hợp mà kể cả n là bằng 10 mũ 16 đi này đi chăng nữa thì bạn cũng chỉ cần, nó làm đúng như kiểu là bạn phân tích thừa số nguyên tố ấy đúng không, bạn phân tích thừa số nguyên tố ra và mỗi thừa số nguyên tố bạn phân tích được thì bạn sẽ áp dụng nó vào cái công thức này, cái thừa số nguyên tố p này. Vậy thì cái phi hàm Euler mình sẽ không sử dụng cái hàm như thế này, mình làm như sau. Ở đây mình define cái thằng long long là define là long long đi cho nó tiện. Ok, là phi của là n. Ok, bạn sẽ khởi tạo cho mình một cái biến res bằng n, bởi vì là ban đầu trong cái công thức này là bạn lấy n đúng không? Ừ, thì bạn sẽ khởi tạo cho mình cái biến res bằng n, sau đó bạn duyệt qua từng cái thừa số nguyên tố của nó và bạn nhân với 1 trừ 1 trừ đi cái thừa số nguyên tố đó. Nhớ là mỗi thừa số nguyên tố chỉ xét một lần thôi nhé. Vậy thì ở đây bạn sẽ duyệt từ 2 cho tới -2 của n như là bạn làm với phân tích thừa số nguyên tố ấy. Đấy. Sau đó là bạn kiểm tra là if n phần trăm y mà bằng 0 nhé, if n phần trăm y mà bằng 0. Hoặc là chỗ này không cần if cũng được. Thì bạn sẽ while n phần trăm y bằng 0. Đó, bạn sẽ chia n cho y. Đó. Sau đó là cái y này nó chính là cái thừa số nguyên tố p đấy, đúng không? Thì bạn sẽ cập nhật nó gì nhỉ? Res sẽ bằng res nhân với 1 trừ 1 chia y đúng không? Có đúng cái công thức như thế này không? Y nó tương tự với p trong cái công thức này này. Nhưng các bạn thấy là cái chỗ phép tính toán này này nó có thể bị sai đấy, chẳng qua là chỗ này mình sử dụng phân số mình tính toán thì nó ra đúng là 16 thôi. Thế còn nếu mà bạn sử dụng cái bạn nhân lấy res nhân với một cái số thực như thế này thì cái kết quả nó không thể chính xác được đâu. Ok, cách xử lý đấy chính là cái chỗ mà n nhân với 1 trừ 1 trên p này này thì tốt nhất là bạn lấy n nhân vào thì nó sẽ thành n trừ n trên p đúng không? Thì cái phép chia này là phép chia hết này, thì khi đó nó kết quả nó mới ra chính xác được, nó mới là ra số nguyên được. Thế còn nếu mà bạn cứ lấy một n nhân với 1 trừ 1 trên p thì cái số thực này nó sẽ làm đến kết quả của mình bị sai đấy. Nên ra là chỗ này đừng làm như thế, mà bạn sẽ cho res bằng res nhân với res bằng res trừ res trên p đúng không? Res trừ bằng res chia p, p trong trường hợp này là y. Đấy, ok. Ở dưới này bạn kiểm tra nếu mà n khác một, tức là n là thừa số nguyên tố cuối cùng thì bạn cũng trừ nó như là một thừa số nguyên tố cuối cùng thôi. Res trừ bằng res chia cho n. Đó, sau đó bạn return về biến res. Thì đây chính là cái cách mà tìm phi hàm Euler, tức là số lượng các cái thừa số nguyên tố cùng, xin lỗi các cái số nguyên tố cùng nhau với n nằm trong khoảng từ 1 cho tới n. Ok. Thì bây giờ nó có thể kiểm tra được cái số này cũng rất là nhanh thôi. Ok. Mình sẽ gọi hàm phi và truyền cái số đấy vào. Chứ còn nếu mà bạn chạy với cái code lúc nãy là 10 mũ 16 thì nó sẽ chạy không thể ra được. Đấy, thì nó sẽ ra được cái kết quả ngay. Ok.
cái ta sắp lim của mình tự nhiên nó mất mạng, sao nó chạy hơi chậm, không hiểu nó liên quan gì đến, có liên quan đến mạng gì hay không chưa. Thế còn nếu mà bạn sử dụng cái hàm cao lúc nãy ấy, thì chắc chắn là nó không thể chạy ra được đâu, rất là lâu để làm được điều đó. Vậy thì bây giờ khi mà có một cái bài toán nào đó nó yêu cầu bạn đếm thôi, nó chỉ yêu cầu bạn đếm thôi, đếm các cái số mà nguyên tố cùng nhau với n mà không vượt quá n ấy, thì đấy chính là cái định nghĩa của phi hàm Euler. Và phi hàm Euler thì nó có đã có công thức tính rồi, và bạn chỉ cần áp dụng cái công thức tính phi hàm Euler đấy để tìm được cái đáp án của bài toán, nó rất là nhanh thôi. Ok.